Chào các bạn, đây là chiếc máy sấy tóc Panasonic Hairdryer EHND11, công suất là 1000W. Thì chiếc máy này là được sản xuất tại Thái Lan, có cái chế độ là sấy nhanh và chế độ sấy tạo kiểu, là hai chế độ khá nhỏ gọn. Đóng gói thì chúng ta có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác. Đây là chiếc máy này, rất là nhỏ gọn. Panasonic EHND11, công suất 1000W. Đây là thông số của chiếc máy sấy này, sản xuất tại Thái Lan. Chúng ta thấy phần công tắc có 3 chế độ. Đây là chế độ tắt, sấy tạo kiểu và sấy khô nhanh. Đây là dây nguồn. Chúng ta sẽ cắm chạy điện thử. Tắt chế độ chạy sấy êm, đây là sấy tạo kiểu. Và chế độ sấy nhanh. Máy này khá gọn để các bạn có thể cầm đi du lịch được. Lực cũng rất mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.